Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Quang. Thì hôm nay Quang mời các bạn đi ăn cùng Quang một cái món cũng khá là quen thuộc với chúng ta. Đó chính là món bún bò Huế. Và cái món này thì nó loanh quanh ở khu vực Tô Hiệu, Cầu Giấy các bạn nhé. Thì bây giờ xin mời các bạn đi cùng Quang để chúng ta cùng thưởng thức cái món ăn đó nào. Ok. Mình đã có mặt tại cái quán bún bò Huế Trịnh các bạn ạ. Thì thời tiết hôm nay cũng khá là âm u và hiện tại đang còn có mưa nữa, nhưng mà các bạn nhìn thấy là mình vẫn đang phải đứng đợi vì lý do làm sao để giữ cái khoảng cách tối thiểu, khoảng cách an toàn nhất định các bạn ạ, và để chờ đợi để mình mua một cái bát bún bò để mình thưởng thức các bạn nhé. Mình thấy các bạn thì cũng phản hồi về cái quán bún bò này cũng khá là ổn, khá là ok. Nên là mình hôm nay là mình cũng muốn xem cái mức độ ngon nó là như thế nào. Em ơi, cho anh một suất bún bò. Anh suất lấy suất loại nào? Nhà mình có mấy loại hả em? Em có 3 loại ạ. Thường to và đặc biệt. Thì cái bình thường nó như nào? Bình thường là nó có những cái gì? Bát bình thường thì có móng giò, tiết gân, thịt bò. Còn cái bát lam lam lên là đầy đủ, có thêm cả cua và cả mực nhá. À, thế thì cho anh cái bát đầy đủ nhá. Bát to. Ok. Trong cái lúc xếp hàng chờ đợi các bạn ạ, mình cũng nhìn thấy, mình ngó vào bên trong, mình thấy rất là nhiều những cái đồ cửa hàng người ta chuẩn bị để cho khách mang về các bạn ạ. Và cũng hiểu là mới nới lỏng cái lệnh giãn cách ra và cho những cái cửa hàng ăn uống bán trở lại ấy. Mà cũng rất là, mình cũng rất là ngạc nhiên, mình nhìn thấy rất là nhiều đồ được bày biện. Thế là nó gây cái cho mình một cái sự tò mò. Và bây giờ thì mình sẽ mạo muội để mình vào để mình xem có chị chủ quán hoặc có ai ở đây để giải đáp cái vấn đề này cho mình không nha. Dạ, em chào chị ạ. Dạ vâng, em đứng ngoài em mua hàng thì em thấy bên trong cửa hàng nhà mình rất là nhiều đồ. Và em đang rất là tò mò thì em vào đây để em tìm hỏi chủ quán xem là để em hỏi xem là những cái đồ bày nhiều thế mà khi mà cái lệnh giãn cách mới được nới lỏng được mấy hôm nay, thì chị có thể trả lời em về cái vấn đề, giúp em được cái vấn đề này không ạ? Chị cũng xin muốn chia sẻ với anh em, thì nếu mà khách hàng muốn quan tâm và tò mò đến quán của chị phải không? Dạ. Đúng rồi ạ. Chia sẻ với em là từ hôm mà thành phố lới lỏng, dạ, thì nhà gia đình nhà chị cũng mở quán luôn từ hôm trưa hôm 16 luôn. Thế thì từ hôm đó giờ thì lượng khách cũng mua khá ổn. Thì trước đó thì khách ăn đúng nhà chị rồi, thì mở hàng ở đây là 3 năm là quán ở Nghĩa Tân rồi, là lượng khách ở ông cũng tạm ổn em ạ. Đó, và từ hôm đó giờ thì là bên gói này là họ cũng chạy luôn. Thế dạ, khách người ta cũng mua đều. Thế chị có thể giới thiệu giúp em những cái đồ chị đang để ở trên những cái mặt bàn kia là gì được không ạ? Được. Dạ. Rồi thôi, chị ra giới thiệu xem. Dạ. Đây nhá.
Dạ, bún ạ. Đây là bún này. Dạ. Đây là túi đen này là. Đây là giá đỗ sạch này. À, giá đỗ. Đây là quẩy này. Dạ. Đó, còn cái món này món chị mới làm xong, nhà chị làm mấy món ngon này. À, thảo nào em sờ còn thấy ấm ấm nóng nóng. Giò tai đấy, à, bò viên này. Giò tai, bò viên. Dạ. Đây okay. Chị làm ra. Dạ. Đó. Còn đây là những cái gì đấy ạ chị mà thấy em thấy trong túi ni lông? Cái món này là hành ngâm. Hành ngâm. Hành ngâm và ớt chưng, ớt của Huế. Cho em mở ra em xem được một chút không ạ? Dạ. Hành ngâm, ớt chưng. Đây các bạn ơi, mà Quang sẽ mở cái túi ni lông này ra xem bên trong nó có những cái gì. Hành chưng và ớt chưng. Đấy, chị chia sẻ, chị chủ quán chia sẻ rằng đây là cái hành ngâm, hành tím à chị? Đúng rồi, đúng rồi. Hành tím ngâm và cái ớt chưng. Rất là riêng, rất là riêng, rất là ngon. Vâng. Đây là hoa chuối này. Hoa chuối. Rau húng này. Vâng. Đây giá đỗ đấy. Hoa chuối này. Rau húng này. Rồi, đây là những cái túi rau mà chị đã gói sẵn để cho khách mang về đúng không ạ chị? Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Trong cái lúc chờ đợi để lấy cái phần bún bò của mình các bạn ạ, thì chị chủ quán có mời mình vào trong này để ngồi, ưu đãi rất là đặc biệt đấy. Thì mình cũng rất là tuân thủ cái chế độ 5K, nhưng mà chị chủ quán thấy mình quan tâm đến cái cửa hàng nên là chị ưu đãi cho mình vào đây để ngồi để nói chuyện với chị. Rồi bây giờ mình sẽ có những cái câu hỏi trao đổi với chị chủ quán các bạn nhé. Em chào chị. Chị ơi, chị tên là gì ạ? Vì lúc đấy em vào em hỏi thì em chưa hỏi tên. Đây thì xin giới thiệu em, chị tên là chị Phúc. Dạ. Chủ quán của chị. Dạ. Mà anh thấy thì ạ. Em vào thì chị cũng rất là nhiệt tình, chị giới thiệu cái đồ ăn của nhà mình cho em rất là cảm ơn. Và em cũng có câu hỏi rằng là những cái đồ mà nguyên liệu mình làm ra cái bát bún bò Huế là mình lấy từ đâu hả chị? Thì nguyên liệu thì hàng ngày các bạn ấy chị lấy có mối của chị. Hàng ngày bạn ấy phải cấp nguyên liệu cho chị hàng tươi mới. Dạ. Bò tươi ngon. Dạ. Rồi tất cả mọi thứ đều tươi ngon. Có nghĩa là hàng của nhà mình là lưu thông hàng ngày. Có nghĩa là hàng ngày chị lấy toàn đồ mới hết. Đúng rồi. Okay. Đó là một cái tiêu chí rất là tuyệt vời trong kinh doanh ăn uống ấy chị ạ. Đúng rồi. Dạ. Chị có bán hàng tươi ngon. Dạ vâng. Thì chị có thể chia sẻ một vài cái công đoạn để tạo nên cái bát bún bò Huế ngon được không chị? Được, em muốn chị chia sẻ là chị chia sẻ ngay cho để em biết nhé. Dạ. Bún bò nhà chị nó lại ngon, đặc biệt riêng với khác với các quán khác. Ồ. Là gì là chị phải nhập nguyên liệu hàng ngày là phải tươi mới, và nó cũng cộng thêm cả chị có cả các hương vị núi rừng. Ừ. Rồi thì chị nắm nước thì mang từ Huế ra. Đấy, và cộng thêm cái bí quyết của chị riêng. Ừ. Không, cái này thì chị cũng không thể chia sẻ như được cho các em. Dạ. Thì mỗi một nhà hàng nó có một cái bí quyết riêng. Thế là thôi thì em cũng thông cảm với chị là chị chỉ biết là làm nên, tạo lên cho các em được bát bún bò hấp dẫn nhất có thể để như các em đến ăn và cảm thấy ngon miệng. Và đến lại tiếp tục đến mua hàng cho chị hàng ngày. Dạ. Ok, em rất là cảm ơn chị về những cái chia sẻ vừa rồi. Và chị ơi, chị có thể tạo điều kiện cho phép em vào em quay những cái nồi nước dùng hoặc là những cái đồ ăn ở trong khu bếp nhà mình được không chị? Được, em cứ bảo em quay thì chị thoải mái vì chị bán hàng còn đồ tươi mới ngon. Dạ. Thế nên là em cứ bảo em xem trong đó rồi. Dạ. Em quay cho các bạn xem vậy nhé. Dạ, rất cảm ơn chị ạ. Dạ vâng. Hey.
khi mà mình order được một cái suất bún bò Huế đầy đủ với các bạn, thì mình mượn chị cái đĩa này, xong rồi mình mang lên xe mình ăn luôn cho nó nóng các bạn nhé. Thế bây giờ thì những cái ngày đầu mà được nới lỏng ấy thì hàng quán thì người ta chỉ bán mang về thôi, nên là mình không có ngồi ở cửa hàng tại quán để mình review kỹ hơn cho các bạn được. Thì có những cái khúc nào mà hơi xấu xấu một chút thì các bạn bỏ qua cho mình nha, thông cảm cho mình và các bạn xem hết video để ủng hộ mình nha. Nếu thấy hay thì cho Quang xin một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ và bình luận dưới video giúp Quang nha. Cái hành thì là... cái hành muối nhé, và cái tương ớt Huế chị bảo là cái tương ớt rất là đặc biệt. Giờ thì mình sẽ cho vào. Đấy. Mình thì mình sẽ cho một ít vào để mình kiểm tra xem là mình ăn xem nó có hợp không. Ok. Cho thêm một chút chanh vào đây nữa các bạn ạ. Cho cái hạt này ra nè. Ok. Xin mời các bạn. Đầu tiên là mình đã nếm thử cái chút nước dùng cho nào. Cái cảm nhận đầu tiên của cái nước dùng của mình là nó vừa chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Nó thơm cái vị tương ớt này, vị rau thơm này và một số gia vị nữa thì mình không gọi là mình không thể nào mình hình dung hết được, nhưng mà cái nước dùng thì cái ngọt theo cái vị xương các bạn ạ. Mình thấy cái nước dùng khá là ổn. Tiếp đến là mình nhìn thấy trong đây có cái miếng này là cái miếng bì bò các bạn ạ. Cái bì bò này ăn khá là mềm. Không biết là chị chủ quán chị chế biến như nào, nhưng mà ăn thì nó còn hơi mùi gây gây vị bò các bạn ạ. Đặc trưng của mùi bò và cái bì cũng khá là mềm. Tiếp theo là một cái miếng giò mà chị chia sẻ với Quang là nhà chị làm. Và bây giờ mình thưởng thức xem nào. Mình cảm nhận thấy cái vị nấm hương, mộc nhĩ, cái mùi thơm của thịt các bạn ạ. Và bên trong ấy hình như là có những cái gân gì ăn hơi giòn giòn các bạn nhé, vừa mềm vừa giòn. Ăn rất thơm. Cái này là rất là ok. Quang cứ húp lên miếng nữa. Xem trong cái bát này chị cho mình đầy đủ là có những cái gì. Đây là bò chín các bạn ạ. Mình găm miếng nhỏ này. Ăn khá là mềm. Đây một cái miếng to hơn này. Ăn khá là mềm các bạn ạ. Thơm, mềm. Wow, chị ý còn cho mình cả miếng chả mực nữa này các bạn này. Đây là bát đầy đủ. Đây đúng là miếng chả mực rồi các bạn này. Mình cũng ăn khá nhiều chả mực. Và cái chả mực này thì cũng tương tự như những cái miếng chả mực mình đã từng ăn. Bên trong thì có những miếng mực người ta còn giã, kiểu người ta cố tình để người ta để lại ấy, tạo cảm giác giòn bên trong. Ăn cũng thơm. Thơm.
Nhưng mà chắc là mình để lâu rồi các bạn ạ. Vì mình mang đồ ra đây là cái miếng chả mực này nó ngấm nước nhiều rồi, là ăn nó hơi mềm hơn so với những cái miếng chả mực khác. Ok. Đây không biết là chả gì. Mình nghĩ nhìn màu này như kiểu giống chả tôm các bạn ạ. Màu hơi màu nghệ. Mình thấy rằng là bên trong cái miếng chả tôm này nó có nhiều hạt tiêu. Nhiều hạt tiêu ăn hơi ngọt ngọt. Và vì cái hạt tiêu nó nhiều nên là nó át cái, nếu như mà nó là chả tôm thì nó là nó át cái vị mùi tôm đi rồi các bạn ạ. Mình ăn thấy hơi thơm thơm ngọt ngọt và cái vị cay của hạt tiêu thôi. Chứ còn vị tôm thì mình chưa cảm nhận thấy đâu cả. Tiếp theo đến một cái miếng chả bò. Đây chả bò vẫn còn đang dính cái miếng hành hành tím. Mình đã thưởng thức luôn. Đây. Còn miếng chả bò này cũng thế này. Cũng khá là nhiều hạt tiêu bên trong. Và cái miếng này thì mình nhận biết được cái mùi bò rõ hơn do so với cái miếng chả tôm các bạn ạ. Và ăn nó không khô mà ăn rất mềm. Mềm và cái độ bên trong nó có cái độ xôm xốp. Ăn cảm giác là nó rất là dễ ăn luôn các bạn ạ. Khoáng húp miếng nước này nè. Từ nãy giờ toàn thấy ăn thịt không. Chưa thế. Nhưng mà để mình còn ngồi trên này thì nó hơi khó chịu một chút các bạn ạ, các bạn thông cảm nha. Xem hết video giúp Quang nha. Tiếp theo đến là một cái miếng tiết này. Ăn thử để xem cái miếng tiết này nó có mềm hay là có mùi hôi không. Tiết. Nếu mà mềm so với những cái tiết mà Quang đã từng ăn thì cũng không phải là mềm. Cái độ cứng vừa phải chứ nó không mềm như những cái miếng tiết mà Quang đã từng ăn, động vào là nó đã lún rồi. Nhưng mà cái tiết này nó, mình phải dùng cái từ là nó hơi chắc, ăn thơm không có mùi hôi. Và cuối cùng đây là một cái miếng chân giò các bạn ạ. Thì chị chủ quán chị đang cắt khoanh rất là đẹp luôn. Đấy, cả thịt nạc, cả thịt mỡ này. Xin mời các bạn. Mềm, cái chân giò này, cái thịt chân giò này mềm. Mềm mà. Thế mình nghĩ ra là cái chân giò thì nên có thêm một chút nước chấm nữa thì là sẽ hợp hơn. Vì cái chân giò này chị hấp hoặc là luộc nó cũng không chưa được ngấm nhiều gia vị lắm. Nhưng mà ăn khá thơm ngon. Đây, cuối cùng là cái sải bún nhé. Các bạn à, quên các bạn ạ. Ở đây mình còn có một cái túi rau nữa. Thế vì cái mình ngồi trên xe này nó cũng không quá nhiều cái không gian để cho mình ấy, và một tay Quang còn đang phải cầm như này. Nên là Quang không có cho được rau, ăn kèm rau, và các bạn thông cảm cho Quang nha. Lần khác thì nếu như mà có Quang review cái món bún bò Huế nào ở một nơi nào đó mà được ngồi thoải mái ấy, thì là Quang sẽ bỏ thêm rau các bạn nhé. Ok. Và kết luận cuối cùng của Quang này, cái đánh giá cuối cùng của Quang là nếu như mà so với một cái bát bún bò Huế 55k đầy đục như này thì so với cái mức giá gọi để mức giá bình dân thì nó là sẽ là hơi cao các bạn ạ.
Nhưng mà để so sánh với những cái đồ ăn ở trong cái bát bún bò này, mình nghĩ theo cái ý kiến cá nhân của Quang thì nó hoàn toàn là hợp lý. Vì làm sao? Nó có chả mực này, chả bò này, chả tôm này. Đó, một miếng thịt chân giò rất là to, cộng thêm cả thịt bò nữa các bạn ạ, cộng thêm cả thịt bò nữa, thì mình nghĩ cái mức giá đó là rất là ổn so với cá nhân của Quang. Còn những cái bát mà ít tiền hơn hoặc là cao tiền hơn thì cái lượng đồ ăn ở trong cái bát này nó sẽ cao thấp theo cái mức giá thành các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng xin phép các bạn cho Quang được kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Quang nhé. Bye bye.